Ngày 30 tháng 6 năm 2024, theo thông tin từ Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng, lực lượng của đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt quả tang một xà lan khai thác khoảng 300 mét khối cát biển trái phép. Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 29 tháng 6, lực lượng Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Đồn Biên phòng Trung Bình và Hải đội 2 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức tuần tra trên vùng biển Sóc Trăng thì phát hiện xà lan do ông Nguyễn Văn Tuệ, 34 tuổi, ngụ xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định làm thuyền trưởng. Trên xà lan còn có hai thuyền viên, gồm một người 29 tuổi và một người 22 tuổi. Tại thời điểm kiểm tra, xà lan này đang chở khoảng 300 mét khối cát biển. Qua làm việc ban đầu với cơ quan chức năng, thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa là số cát biển nói trên. Các thuyền viên và phương tiện không có giấy tờ, các văn bằng chứng chỉ chuyên môn. Theo khai nhận ban đầu của ông Nguyễn Văn Tuệ thì số cát biển này được hút trộm tại tọa độ cách cửa biển huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng khoảng 8 hải lý, đang trên đường vận chuyển vào đất liền thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm về hành vi khai thác khoáng sản, đồng thời tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, Quốc hội vừa thông qua Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 với hàng loạt quy định mới liên quan đến người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Theo quy định tại luật, mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ của người lái xe thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu. Nếu vi phạm, giấy phép lái xe sẽ bị trừ số điểm tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm. Thông tin về điểm trừ giấy phép lái xe sẽ được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngay sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành và thông báo cho người vi phạm biết. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về các lỗi vi phạm bị trừ điểm, điểm trừ của từng lỗi, trình tự, thủ tục trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Giấy phép lái xe được phục hồi đủ 12 điểm khi chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong 12 tháng kể từ ngày bị trừ điểm gần nhất. Nếu bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện theo loại giấy phép lái xe đó. Sau ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm thì được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ do cảnh sát giao thông tổ chức. Kết quả đặt yêu cầu giấy phép lái xe sẽ được phục hồi đủ 12 điểm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, mỗi năm có khoảng 500.000 giấy phép lái xe bị tước, khiến tài xế không được phép điều khiển phương tiện, tác động không nhỏ đến các hoạt động đi lại, lao động, sản xuất kinh doanh. Nhiều người vi phạm chấp nhận bỏ giấy phép lái xe dẫn tới tồn động, lãng phí rất lớn. Quy định về trừ điểm giấy phép lái xe mang tính nhân văn hơn, nếu chưa bị trừ hết điểm thì tài xế tiếp tục được điều khiển phương tiện, không gây ảnh hưởng đến hoạt động như đã nêu. Có ý kiến đề nghị giao Bộ Giao thông Vận tải tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ để phục hồi điểm giấy phép lái xe thay vì giao cho lực lượng cảnh sát giao thông nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay kiểm tra kiến thức trong trường hợp này không phải là sát hạch lại để cấp giấy phép lái xe, nhưng sẽ có nội dung tương tự sát hạch lý thuyết cấp giấy phép lái xe. Việc giao cho cảnh sát giao thông kiểm tra là phù hợp vì lực lượng này có trách nhiệm quản lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi được cấp giấy phép lái xe, cả về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, sức khỏe, tâm lý, tinh thần và hành vi tham gia giao thông. Cũng liên quan đến giấy phép lái xe, Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 đang có hiệu lực, quy định giấy phép lái xe bao gồm 13 hạng A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, F, B2. FD, FE, FC. Còn theo quy định mới tại Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ, giấy phép lái xe sẽ có nhiều thay đổi, bao gồm 15 hạng A1, A, B1, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE. Giấy phép lái xe được cấp trước ngày luật mới có hiệu lực thì được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe. Người học lái xe đã hoặc đang được đào tạo trước ngày luật mới có hiệu lực mà chưa được sát hạch cấp giấy phép lái xe thì được sát hạch cấp giấy phép lái xe theo phân hạng mới. Một nội dung mới rất quan trọng tại Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ là siết chặt quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh. Việc này được kỳ vọng sẽ ngăn chặn các vụ việc bỏ quên học sinh trên xe gây hậu quả đau lòng xảy ra thời gian qua.
Cụ thể, ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh phải bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Ngoài ra, phải có thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em mầm non, học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo chống bỏ quên trẻ em trên xe, có niên hạn sử dụng không quá 20 năm, có màu sơn theo quy định của chính phủ. Cùng đó là phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc sử dụng xe có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định pháp luật. Khi đưa đón trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, mỗi xe phải bố trí tối thiểu một người quản lý để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự và bảo đảm an toàn cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học trong chuyến đi. Trường hợp xe từ 29 chỗ trở lên mà chở từ 27 trẻ em mầm non và học sinh tiểu học trở lên, phải bố trí tối thiểu 2 người quản lý trên mỗi xe. Người quản lý, người lái xe có trách nhiệm kiểm tra trẻ em mầm non, học sinh tiểu học khi xuống xe. Không được để trẻ em mầm non, học sinh tiểu học trên xe khi người quản lý và người lái xe đã rời xe. Luật cũng nêu rõ, lái xe ô tô đưa đón trẻ em mầm non, học sinh phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe vận tải hành khách. Cơ sở giáo dục phải xây dựng quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón trẻ em mầm non, học sinh, hướng dẫn cho lái xe và người quản lý trẻ em mầm non, học sinh nắm vững và thực hiện đúng quy trình, chịu trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi tổ chức đưa đón trẻ em mầm non, học sinh của cơ sở giáo dục đó. Quá trình xây dựng luật, có ý kiến đề nghị quy định trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong việc tổ chức đưa đón trẻ em mầm non, học sinh không chỉ đối với cơ sở giáo dục, ngành giáo dục mà còn trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị địa phương. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ nói chung là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và của toàn xã hội. Tuy nhiên, trách nhiệm chính bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong việc tổ chức đưa đón trẻ em mầm non, học sinh là của cơ sở giáo dục có trẻ em mầm non, học sinh học tại cơ sở đó. Vì vậy, nội dung này được quy định như đã nêu. Anh ơi, có những em đừng đẻ ra, anh dẫn em vô bệnh viện chờ đẩy cho em cái, từ vũ cho em cái. Dẫn cho em cái. Khi đang làm nhiệm vụ, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông nhận được yêu cầu giúp đỡ từ người thân một sản phụ trong sự bối rối và có chút nhầm lẫn. Ngay lập tức, hai chiến sĩ dùng xe mô tô đặc chủng mở còi ưu tiên, dẫn đường và hỗ trợ đưa xe cấp cứu chở sản phụ đến bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, sáng 29 tháng 6 năm 2024, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh được phân công đảm bảo trật tự an toàn giao thông đoạn gần khu vực chợ Bến Thành, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ lễ ra mắt lực lượng an ninh cơ sở. Khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, Đại úy Phùng Đức Thắng và Đại úy Nguyễn Thành Công thuộc đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang trên đường đi làm nhiệm vụ. Khi đến giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu thì nhận được sự đề nghị hỗ trợ của tài xế xe cấp cứu. Anh ơi, có những em đừng đẻ ra, anh dẫn em vô bệnh viện chờ đẩy cho em cái, từ vũ cho em cái. Dẫn cho em cái, giá tải phình. Hấp đẻ đó, dẫn cho em cái, chào từ vũ anh. Được biết, nam tài xế không thông thạo đường, xe đang đưa một sản phụ đi cấp cứu ở bệnh viện Từ Dũ tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Xin ý kiến từ chỉ huy, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đã dùng xe mô tô đặc chủng, mở còi ưu tiên, mở đường và hỗ trợ đưa xe cấp cứu vào bệnh viện kịp thời. Đến cửa bệnh viện, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa sản phụ vào phòng cấp cứu và nhanh chóng quay trở lại vị trí để tiếp tục công tác.